Nguyễn Mạnh Hưng thuộc nhóm trẻ tuổi nhất đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng sắm vai trụ cột trong đội hình mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xây dựng ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tháng 4 năm 2022, đội U17 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có chuyến tập huấn giá trị trên đất Đức. Tại đây, các cầu thủ trẻ giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Rất nhiều cái tên trong lứa tập huấn đang là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau chuỗi trận ấn tượng, có 2 cầu thủ của đội U17 Việt Nam nhận sự chú ý từ các chuyên gia Bundesliga, trong đó có huyền thoại câu lạc bộ Bayern Munich Claudio Pizarro. 2 cầu thủ được giữ lại câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tập chuyên sâu thêm 1 tuần. So với người đồng đội, Mạnh Hưng đang có bước tiến mạnh mẽ hơn. Đồng hành cùng đội U17 Việt Nam suốt khoảng thời gian ở Đức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiểu rõ năng lực của cậu học trò. Vì thế, ông không ngần ngại giao một suất đá chính cho cầu thủ mới sinh năm 2005 ở cúp U20 châu Á 2023. Đáp lại niềm tin ấy, Mạnh Hưng có một giải đấu cực kỳ xuất sắc. Anh chơi ổn định, đĩnh đạc ở vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 5-4-1 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong đội hình U20 Việt Nam, anh là nhân tố hiếm hoi chơi trọn vẹn 270 phút. Đây là điều rất đáng khích lệ bởi đội tuyển U20 Việt Nam chịu sức ép rất lớn khi phải gặp những đối thủ mạnh là U20 Úc, Qatar và Iran. Trong những thế trận bị động như vậy, thể lực của các cầu thủ luôn bị bào mòn rất nhiều. Tuy nhiên, Mạnh Hưng vẫn đứng vững. Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu cho các cầu thủ chất lượng nhất, không quan trọng họ ở độ tuổi nào. Chỉ cần họ đáp ứng được chuyên môn, chúng tôi sẵn sàng tin tưởng ngay cả ở những giải lớn như U20 châu Á. Với Mạnh Hưng, cậu ấy có trạng thái tâm lý thi đấu rất tốt dù phải chơi các trận ở cấp độ quốc tế. Cậu ấy có thể hình, thể lực tốt, tranh chấp tay đôi rất tốt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dành lời khen cho cậu học trò. Ngoài những điểm mạnh về mặt phòng ngự, Mạnh Hưng thừa nhận mình học tập, cải thiện được nhiều về tư duy chơi bóng, khả năng kiểm soát sau chuyến tập huấn ở Đức. Nhờ đó, ở cúp U20 châu Á 2023, anh luôn chơi bình tĩnh, cố gắng chuyển ngắn, phối hợp nhiều với đồng đội, hạn chế phá bóng dài. Điều này góp phần giúp đội U20 Việt Nam trình diễn một lối chơi mạch lạc, có những kết quả tốt trước các đối thủ mạnh. Với những gì đã được mài giũa qua chuyến tập huấn ở Đức cũng như cúp U20 châu Á 2023, chắc chắn Mạnh Hưng đã cứng cáp hơn nhiều, để người hâm mộ có thể tin rằng anh sẽ là điểm tựa chắc chắn, giúp hàng công đội tuyển U23 Việt Nam bùng nổ và giữ vững ngôi vương U23 Đông Nam Á.